Xin chào anh em đã quay trở lại với channel của Fun Game. Và hôm nay Fun Game sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh em về trò chơi Chu Tiên 3D do Gamota phát hành tại Việt Nam. Thì mình đã làm rất là nhiều các video về game Chu Tiên này và rất là cảm ơn anh em đã ủng hộ channel của Fun Game trong những cái số video về Chu Tiên 3D do Gamota phát hành. Thì mình có nghĩa là trong tất cả các cái video của mình làm ấy thì rất là nhiều anh em có một cái câu hỏi mà nói chung là mình cũng không biết phải trả lời làm sao, thì tốt nhất là hôm nay mình sẽ làm một cái video để trả lời cho anh em toàn bộ tất tần tật về cái những câu hỏi mà anh em hỏi. Đó là cái câu hỏi mà mình nhận được nhiều nhất ấy. Đó là mọi người hỏi là anh ơi, hoặc là gì nhỉ, bạn ơi, chỉ mình cái cách để có thể kiếm được cái cánh. Đây chính là cái cánh mà mình đang đeo đây và đang bay đây. Thì các bạn lưu ý này, trong game Chu Tiên ấy có hai cánh mà các bạn nhé. Một là cánh là chỉ để là thời trang, là thú cưỡi thôi. Và một cánh là cánh pháp bảo. Đó, các bạn để ý cho mình là sẽ có hai loại cánh nhé. Một loại cánh là cánh để ảo hóa, để bay, để làm thú cưỡi. Một loại cánh là cánh dùng để làm pháp bảo. Ok chưa? Vậy thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách kiếm hai cái loại cánh này. Thì đầu tiên nhá, mình sẽ chỉ cho bạn cái cách để kiếm được cái cánh mà mình đang bay, mà mình đang sử dụng đây này, mà mình vẫn hay thường làm trong các clip rồi trêu anh em, rồi chém gió với anh em là clip là cái cánh này là cánh mình mua, nhưng mà thật ra thì không phải. Đây mình sẽ chỉ cho anh em cánh này. Mình vào phần ngoại hình này, các bạn vào phần thú cưỡi này. Đó, các bạn thấy cái cánh này chưa? Các bạn nhìn thế này. Đây các bạn thấy cái cánh thanh vũ không? Bên phía bên tay phải của mình nhá, cái tên của cánh này là cánh thanh vũ. Và các bạn nhìn này, còn 1 ngày 11 giờ 41 phút sử dụng, có nghĩa là cánh này mình nhận được. Các bạn nhìn thấy cái cách nhận đây không? Là qua rút thưởng ngày. Đó. Thì cách nhận của cái cánh này này, rút thưởng ngày thì ở đâu? Đây. Các bạn thấy không? Các bạn vào phần phúc lợi. Đấy, các bạn nhìn thấy cái phần rút thưởng ngày này chưa? Ok, ví dụ như hôm nay này là được con chiến lang 7 ngày. Nó cũng là một con loại thú cưỡi thôi chứ nó không phải là pháp bảo. Đấy, nó là thú cưỡi. Thì đó, thì các bạn xoay. Các bạn xoay để được, để nhận được. Ôi dồi, tí nữa mình được, các bạn thấy không? Tí nữa thì mình được con chiến lang nhá. Nếu mình may mắn thì mình sẽ nhận được con chiến lang. Nhưng hôm trước thì mình may mắn mình xoay được đúng vào cái cánh, cho nên mình nhận được cánh thôi. Nhưng nhiều bạn hỏi là vì sao anh ơi, anh chỉ em cách nhận cánh. Thì cánh này là cánh thú cưỡi, không phải là cánh pháp bảo. Nhiều bạn có hỏi mình là cánh pháp bảo thì mình sẽ giới thiệu sau, đây là cánh thú cưỡi nhá. Ok, ví dụ như là các bạn không thích cái con chiến lang này thì các bạn có thể xoay. Các bạn tạo mới, các bạn mất 10 vàng để các bạn xoay để ra được cái cánh mà các bạn mong muốn, sau đấy các bạn rút thưởng. Đó, thì các bạn rút thưởng may mắn, mỗi lần rút thưởng các bạn sẽ được may mắn, các bạn có cơ hội nhận được cái đó, thì cái đấy chỉ được quay trong 7 ngày thôi. Cái đấy chỉ sử dụng trong 7 ngày thôi. Đấy là cách đầu tiên để các bạn nhận được cánh thú cưỡi nhá. Tiếp theo này, các bạn vào phần thú cưỡi này. À, thú cưỡi này thì không có rồi. Thú cưỡi này thì tạm thời là chưa có cái cánh đấy. Thì cách duy nhất là các bạn cách đầu tiên. Ok, trong thời trạng không có. Thì đấy là cách đầu tiên nhá, mình giới thiệu các bạn cách đầu tiên để có thể có cái cánh đấy này. Cách thứ hai này. Đây các bạn nhìn thấy cái cánh này chưa? À đây là cánh pháp bảo. Xin lỗi, cánh vũ hoàng. Đây. Cánh thứ hai. Cái cánh đầu tiên là cánh này nhà mình lại quên tên rồi, mình vào lại nhá. Cánh đầu tiên nhá, mình sẽ chỉ cho các bạn cánh đầu tiên. Đây các bạn vào phần ngoại hình này, nó sẽ có hai loại cánh để làm thú cưỡi. Một là cánh này là cánh thanh vũ. Lại hết pin. Cánh thứ hai là cánh vũ hoàng. Đây này, là cái cánh này này. À đây, cánh vũ hoàng đây này. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Sau khi đồ giám pháp bảo kích hoạt vũ hoàng nhận vĩnh viễn. Đấy, các bạn thấy cánh này chưa? Cánh này cũng là vừa là cánh thú cưỡi mà lại vừa là cánh cánh gì nhỉ? Cánh vũ hoàng này chính là cái cánh pháp bảo mà nhiều bạn hỏi mình như này. Ok. Rồi. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Còn cái cánh của mình mà đang dùng ấy chỉ là cánh thanh vũ thôi. Và nó chỉ có tác dụng làm thú cưỡi thôi. Còn đây mới là hai loại cánh mà các bạn cần. Rồi, thì mình sẽ vần vào phần pháp bảo nhá. Mình sẽ cho các bạn xem cái cánh đấy. Thì làm sao để nhận được cái cánh đấy. Đây. Cái cánh mà các bạn mong muốn đây. Cánh chính là pháp bảo. Đây. Cánh này thì skin của nó là gì? Tăng tốc độ di chuyển và sử và kháng tất cả, duy trì hồi phục chân khí. Cánh vũ hoàng tăng tốc độ di chuyển kèm một hộ
hậu thuẫn, đồng thời khiến giảm sát thương của địch trong phạm vi 5 ô duy trì vài giây. Đó, các bạn thấy không? Đây là hai loại cánh có thể dùng vừa làm thú cưỡi vừa làm pháp bảo. Thì nhiều bạn, chắc mình chắc hẳn là nhiều bạn chơi Quỷ Vương Tông, các bạn muốn hỏi làm sao để có thể có được cái cánh này này. Cái cánh này chính là các cạnh cánh mà các bạn muốn này, và Quỷ Vương Tông rất cần này. Đó là cái cánh, ở đây tên của nó đây này. À đâu, đây là tên kỹ năng thôi, tên của nó chỉ là cánh thôi. Skill của nó này tăng tốc độ di chuyển và kháng tất cả, duy trì hồi phục chân khí. Đó, và đây là một skill cực kỳ quan trọng. Đây là một cái skill cực kỳ quan trọng của Quỷ Vương Tông, vì các bạn đã thừa hiểu là Quỷ Vương Tông rất cần mana. Chỉ cần số lượng mana của Quỷ Vương Tông chỉ đủ để làm hai phát tụ linh chú, có nghĩa là nó sẽ giết nhanh hết và các bạn không thể hồi được nếu các bạn không mua cái gọi là cái mana cắn một phát đầy full luôn ở trong shop ấy. Một cái loại mà mana có thể là một cái loại chân khí mà các bạn cắn một phát đầy luôn, bình thì mình không nói, nhưng mà nếu các bạn có cái cánh này này thì tuyệt vời, vì nó hồi những là 4,1% mana trong vòng 1 giây thì phải, và duy trì trong vòng 6 giây 4,1% mana. Đó thì duy trì rất, cái đấy tăng rất là nhanh. Đó thì cánh này chính là cánh mà nhiều bạn hỏi đúng không? Nhiều bạn muốn hỏi là làm sao kiếm được cái cánh này. Đó, thì cái cánh này cách nhận ở đâu này, nó ghi rõ ràng này, cách nhận mua ở cửa hàng. Đó. Cái cánh dưới. Cánh dưới thì cũng rất là ngon. Cánh dưới thì mình thấy có khi cánh dưới là gì? Tăng tốc độ di chuyển kèm một hậu thuẫn, đồng thời khiến giảm sát thương, cũng là một cái cánh cực kỳ quan trọng của Quỷ Vương Tông, nhưng mà cái cánh này sẽ đi giúp Quỷ Vương Tông, gọi là Quỷ Vương Tông tanh đấy chứ không phải Quỷ Vương Tông đam đâu. Cánh trên là Quỷ Vương Tông đam nhá, cánh dưới là Quỷ Vương Tông tanh. Vì sao? Vì nó kèm một hậu thuẫn khiến giảm sát thương. Đó, có nghĩa là Quỷ Vương Tông sẽ được hai lần giảm sát thương, các bạn hiểu không? Và tăng tốc độ di chuyển, vì Quỷ Vương thì rất cần tốc độ di chuyển, vì vốn dĩ là Quỷ Vương tốc độ thường chậm, tiếp cận áp sát rất là khó. Ví dụ như đặc biệt là gặp cái Thanh Vân Môn, các môn phái Thanh Vân Môn ấy, họ có những cái skin gọi là định thân rồi giảm tốc. Đó, thì khi mà có cái cánh này này thì sẽ giúp Quỷ Vương tăng tốc độ di chuyển và dễ tiếp cận hơn, để dễ tập skin hơn. Rồi, hai cái cánh này thì kiếm ở đâu? Mình vừa chỉ cho các bạn xem, đó, kiếm ở cửa hàng. Các bạn vào phần này, ở mục, ngay ở mục đề cử nhá. Các bạn kéo sang cái trang thứ hai, các bạn thấy cái phần quả cánh đây chưa? Đây, 350 vàng khóa, các bạn sẽ nhận được, ắt nhận được linh bảo mật trần 5, có thể nhận được cánh pháp bảo hoặc tinh hoa bảo cao, đó, tinh hoa bảo sơ, chân hồn xá lệnh và đá bát quái. Đấy. Còn cánh Vũ Hoàng thì sao? Cánh Vũ Hoàng là 750 vàng khóa. Và các bạn nhận được những cái gì? Các bạn nhận được linh bảo mật trần X10. Có thể nhận được thôi nha. Các bạn để nhìn đây này, có thể nhận được pháp bảo Vũ Hoàng hoặc tinh hoa bảo cao, tinh hoa bảo trung, tinh hoa bảo sơ và chân hồn xá lệnh. Đấy. Thì ok. Hôm nay mình làm cho các bạn, thì thật ra mình cũng chơi Quỷ Vương, thì mình cũng demo cho các bạn. Mình cố gắng là mua hai cái, vì mình cũng sắp hết tiền rồi. Các bạn nhìn thấy đây là mình chỉ còn có thôi ba cái đi, chấp nhận chơi đến cùng, mua ba cái. Giờ nó bỏ tiền mua ba cái này thì mình làm nó rất nhiều thứ chứ không phải là ấy đâu. Cái này chỉ dành cho các đại gia thôi nhá, mình khuyến nghị các bạn là cái này chỉ dành cho các đại gia thôi. Thôi mình mua một cái thôi, 350 vàng sót quá, mà mua một cái thì khả năng trúng rất là thấp đấy. Thì nếu có mua thì phải chơi phải ba cái. Ok, ba cái thì chắc là không bao giờ được đâu, nhưng mà thôi thì mình đã cố gắng hướng dẫn cho các bạn rồi thì mình cũng chấp nhận. Thì mình đã chấp nhận làm clip thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể. Hay là mình mua mỗi cái một cái nhỉ? Mỗi cái một cái thì thật ra là cũng thế thôi. Phân vân quá. Ở đâu à? Ok, đã chơi tới cùng, mình mua ba cái. Các bạn thấy chưa? Mua 3 cái. Rồi, các bạn nhìn nhá, rõ ràng nhá, mua 3 cái này. Dùng 1050 vàng khóa để mua 3 quả cánh này. Ok, đồng ý, mình đã mua. Rồi. Giờ thì mình chỉ có 3 cái thôi. Nếu may mắn thì mình nhận được, còn nếu không may mắn thì ok, coi như là mình hướng dẫn các bạn, cũng như là mình giải đáp tất cả những cái câu hỏi của các bạn. Là từ trước đến nay các bạn hỏi vì sao mình vì ở đâu để kiếm được cánh, thì mình đã nói rồi, cánh thú cưỡi thì các bạn có thể xoay may mắn các bạn nhận được qua cái rút thưởng này. Còn hai cái cánh gọi là vừa làm thú cưỡi vừa làm pháp bảo ấy, thì các bạn phải chỉ có thể nhận được khi các bạn mua ở trong cửa hàng thôi. Mà cái này thật ra nó là sổ số, nó rất là hên xui. Cây mình dùng không được gì, được hai viên đá. Cái thứ hai dùng tiếp. Ôi trời.
sợ lạnh. Tới cuối cùng. Ôi không được rồi. Các bạn thấy không? Đấy 1.000 vàng mà chỉ được 3 cái viên đá này thôi. Đây, 3 cái viên đá chân hồn xá lệnh cho các bạn xem nhé. Đây. Đó. Được 3 cái đá hoàng đạo. Cái này thì dùng để đây này, nguyên liệu để tăng huyết luyện pháp bảo. Đấy, dùng để huyết luyện pháp bảo. Thật ra thì cái này cũng rất là cần thiết khi mà các bạn sau này các bạn dùng để huyết luyện pháp bảo. Ok, như vậy 1.000 vàng các bạn thấy không? Nếu các bạn chi tiêu không hợp lý thì 1.000 vàng các bạn chỉ có thể kiếm được ba cái viên đá đấy mà không được cái cánh nào cả. Đó, ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn nhé. Mình đã giải thích và mình cũng đã giải đáp cho các bạn toàn bộ những cái gì liên quan tới những câu hỏi về cánh của các bạn nhé. Thì mình nói lại này, cánh mình đang đeo, mình chỉ là chém gió với các bạn thôi. Thì cái cánh này của mình là nhận được, may mắn quay được từ cái phúc lợi rút thưởng ngày hàng ngày này thì mình nhận được, và cánh này chỉ có vai trò để làm thú cưỡi. Ok, cái cánh thứ hai là pháp bảo cánh, cái skill của nó là hồi phục mana, và cách nhận được là các bạn thông qua các bạn mở họ sổ số. Cánh thứ ba là cánh vũ hoàng, cũng y như vậy, cũng là cách nhận chỉ có thể mở sổ số thôi. Đấy, và nếu các bạn may mắn thì các bạn nhận được, như mình vừa quay các bạn demo cho các bạn 1.000 vàng khóa mua 3 túi và không được gì cả, đúng không? Chứng tỏ là sẽ rất là khó để có thể nhận được chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên khi mà bạn nào mà có đủ nhiều tiền và các bạn thật sự cần thì các bạn hãy dùng. Còn nếu không thì nếu có 1.000 vàng khóa, mình khuyên các bạn nên làm những cái khác. Ôi, gì đây? Ôi giật mình cứ tưởng là ở đây có một con, mình đang tưởng là có một con nhờ gấu hiếm. Giật cả mình. Ok. Như vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn nhá về 3 cách có thể kiếm được cánh. Ok chưa? Mình đã giải quyết tất cả câu hỏi về cánh của các bạn nhá. Và nếu các bạn thấy hay thì đừng quên like cũng như là subscribe kênh YouTube của Fun Game. Và ngoài ra nếu có bất kỳ câu hỏi nào khác cũng như là cần hướng dẫn về những cái gì trong trò chơi Chu Tiên thì các bạn vui lòng để lại comment bên phía dưới video này nhé. Cuối cùng thì mình đi bắt pet đây. Thân ái và chào tạm biệt các bạn ở các video lần sau. Bye bye.